Sáng ngày 28 tháng 11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua luật kinh doanh bất động sản, sửa đổi với 495 đại biểu tán thành, chiếm 94,13% tổng số đại biểu Quốc hội. Trước đó, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh đã trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật kinh doanh bất động sản, sửa đổi. Theo báo cáo, có ý kiến đề nghị bổ sung quy định đối với hoạt động đầu tư xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam là cơ quan chủ quản dự án đầu tư. Về vấn đề này, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cho biết, dự thảo luật nhà ở, sửa đổi hiện đã có các quy định về việc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam là cơ quan chủ quản dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội chỉ bằng nguồn tài chính công đoàn cho công nhân, người lao động thuộc đối tượng được hưởng chính sách nhà ở xã hội thuê. Tuy nhiên, hoạt động đầu tư xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam là phi lợi nhuận, không phù hợp với khái niệm kinh doanh bất động sản tại khoản 1, điều 3. Do đó, dự thảo luật không điều chỉnh đối với việc cho công nhân, người lao động thuê nhà ở xã hội do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam là cơ quan chủ quản dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về nhà ở, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội giải trình. Có ý kiến cho rằng, quy định trường hợp cá nhân kinh doanh bất động sản với quy mô nhỏ thì không phải thành lập doanh nghiệp kinh doanh bất động sản nhưng phải kê khai nộp thuế như dự thảo luật là không khả thi, do khó xác định được quy mô nhỏ, dễ phát sinh tiêu cực, trốn thuế. Đề nghị kinh doanh bất động sản thì đều phải thành lập doanh nghiệp, không phân biệt quy mô. Về hiệu lực thi hành, luật kinh doanh bất động sản có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, bảo đảm đồng bộ về chính sách với dự thảo luật nhà ở,